Hello, giới thiệu tới cả nhà, em serum dưỡng da 28 day Soul Skin đến từ Hàn Quốc đang được đông đảo chị em săn lùng và sử dụng. Serum được chiết xuất từ trứng cá hồi tươi, là loại làm đẹp da mà chị em nào cũng biết công dụng siêu tốt của cá hồi rồi phải không nè. Phù hợp với cấu trúc của làn da và đặc biệt là cho cả làn da nhạy cảm, giúp phục hồi lại làn da hư tổn, trắng sáng, mềm mại và mịn màng, chống nhăn, ngăn ngừa lão hóa. Serum cảm thông nhanh, không gây vết dính khó chịu. Cách sử dụng cực kỳ là đơn giản, thoa 2 lần sáng tối trong 28 ngày. Có thể kết hợp thêm lăng kim để serum thẩm thấu nhanh nhất. Với bộ sản phẩm serum dưỡng da cao cấp Soul Skin cá hồi 28 day, các bạn hoàn toàn có thể trị liệu làn da ngay tại nhà mà không cần tốn tiền ra spa làm đẹp luôn. Sau khi sử dụng, da căng bóng mềm mịn, giãn mượt trông thấy. Phải nói thêm gì nữa mới bày tỏ ngay em nói về dùng liền để thấy được công dụng cực tốt của em nó nè. Dạo gần đây do quay trở lại với nguồn công việc và xin đã tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trực tiếp rất là nhiều, cho nên là da của mình đang gặp những tình trạng như sau: chạm nám da nè, da nổi mụn ngày càng nhiều, da sần sùi và khô ráp. Phải nói thật là may mắn khi Xin biết đến sản phẩm Soul Skin Shaman DNS Ampoule. Chuẩn ví là từ ngày sử dụng kem này thì da của Xin cải thiện hơn hẳn. Rất là nhiều bà Xin biết, cho nên là ngày hôm nay Xin sẽ review cho mọi người về bộ sản phẩm này luôn nhé. Đây chính là em sản phẩm serum được chiết xuất từ trứng cá hồi tươi, phù hợp với cấu trúc của làn da, đặc biệt là da nhạy cảm nè, giúp phục hồi làn da thư tổn, trắng sáng, mềm mại và mịn màng. Em này là một trong những thần thánh chống nhăn nè, ngăn ngừa lão hóa. Serum thẩm thấu rất là nhanh, không vết dính mà không khó chịu. Xin đã thoa 2 lần sáng tối trong 28 ngày, có thể kết hợp thêm lăng kim để serum thẩm thấu sâu nhất. Với bộ serum dưỡng da cao cấp Soul Skin cá hồi 28 day, các bạn hoàn toàn có thể trị liệu làn da ngay tại nhà mà không cần phải tốn tiền ra spa làm đẹp. Sau khi sử dụng, da căng bóng nè, mềm mịn, giảm mụn trông thấy rõ. Sau khi test sản phẩm lên trên da thì mọi người thấy là làn da của Xin rất là căng bóng mịn màng nè. Phải nói đây chính là sản phẩm must have item cho các chị em đây rồi. Không cần phải xin ví da đẹp nữa, các chị em hãy nhanh chóng sở hữu sản phẩm này để có làn da đẹp ngay nhé. Có ai muốn có một làn da căng bóng mịn màng như tôi không nè? Thì các bạn không được bỏ qua sản phẩm skincare này đâu nha. Hello hello, hôm nay Trang sẽ giới thiệu với cả nhà em Soul Skin Shaman DNS Ampoule này. Em này được chiết xuất từ trứng cá hồi tươi. Nghe lạ nhở, trứng cá hồi trước giờ để ăn chứ ai lại làm serum bao giờ. Nhưng mà có nha. Em này giúp phục hồi làn da hư tổn, trắng sáng, mềm mại và mịn màng, chống nhăn và ngừa lão hóa. Serum dạng ống tiêm và có nắp mở, khá là xịn sò và tiện lợi. Theo cá nhân Trang cảm nhận thì em này thẩm thấu nhanh và không hề gây vết dính khó chịu. Một ống như thế này thì đủ cho mình bôi mặt cả sáng và tối luôn và còn thừa rất là nhiều, thế nên là Trang hay tranh thủ bôi thêm ở cổ và tay nè. Mọi người có thể thấy là lớp nền của mình sau khi dưỡng da đầy đủ xong nó cứ gọi là mướt mà mượt hơn hẳn đúng không nào? Nói chung là chấm cho em này 10 trên 10 luôn. Bài review của mình đến đây thôi. Bye bye cả nhà. Hello hello, Diệp Miu xin chào tất cả mọi người nha. Dạo này thì có rất là nhiều bạn hỏi Miu là sao mà da đẹp thế, thì ngày hôm nay Miu sẽ giới thiệu cho mọi người bí quyết của mình nha. Và tem tem, đây chính là em serum được chiết xuất từ cá hồi tươi, cực kỳ tốt cho làn da của chúng ta luôn đấy. Mỗi hộp như thế này thì sẽ có 28 lọ nhỏ 2ml và đủ để cho chị em chúng ta thay đổi làn da trong 28 ngày đấy. Cách sử dụng em này thì phải nói thật sự là siêu đơn giản luôn. Mọi người chỉ cần dùng cái dụng cụ mở ở trong hộp này, sau đấy thì mọi người mở serum ra và sử dụng một lọ này thì sẽ sử dụng cho 2 lần sáng và tối trong vòng 1 ngày nhá. Đấy, mọi người xem mình thử sản phẩm lên tay này, chất vô cùng mướt và dễ thấm luôn. Như mình đã nói thì serum được chiết xuất từ trứng cá hồi tươi, phù hợp với cấu trúc của làn da, đặc biệt là làn da nhạy cảm, giúp da trở nên trắng sáng này, mềm mại, mịn màng. Bên cạnh đấy thì sản phẩm còn chống nhăn và ngăn ngừa lão hóa, và đặc biệt là serum thẩm thấu rất là nhanh luôn, không hề gây vết dính hoặc khó chịu. Với bộ serum DNA cá hồi dưỡng da cao cấp Soul Skin này thì các bạn có thể hoàn toàn là trị liệu làn da ngay tại nhà mà không cần tốn tiền spa làm đẹp nha. Và sau khi sử dụng thì da sẽ căng bóng, mềm mịn, giảm mụn trông thấy luôn đấy. Chị em nào mà có nhu cầu thì có thể kết hợp với lăn kim để dưỡng chất thẩm thấu được tốt nhất và mang lại hiệu quả cao nhất cho làn da của mình nhé. Bye bye mọi người, chúc chị em luôn luôn xinh đẹp nha. Cảm ơn bạn đã theo dõi hết video. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh chúng mình nhé.